Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 26 tháng 8 có những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia. Những địa danh đã đi vào lịch sử trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sơn La cách đây 78 năm. Tính đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện Mai Sơn đạt 90% trên tổng dân số toàn huyện. Sơn La tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động lần thứ 11 năm 2023. Hội thi quy tụ 11 đội tuyên truyền lưu động trong toàn tỉnh tham gia. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Chiều ngày 25 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo. Phiên họp đánh giá, thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng được triển khai có hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm đẩy mạnh, hệ thống mạng thông tin được bảo vệ, đáp ứng yêu cầu. Đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Các thành viên ban chỉ đạo cũng đã thẳng thắn thảo luận, phân tích tình hình, các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn an ninh mạng, đề xuất các giải pháp cần thực hiện nhằm tiếp tục đảm bảo an toàn an ninh mạng. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, đồng thời nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng. Yêu cầu thời gian tới cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, trực tiếp là ban chỉ đạo, vai trò đầu mối phối hợp của văn phòng ban chỉ đạo trong các lĩnh vực, các mặt công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó phải hoàn thiện chính sách pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện nghiêm các luật liên quan, đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức của các chủ thể về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng và các hình thái tiêu cực phát sinh trên không gian mạng. Thủ tướng cũng yêu cầu cần đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển tự chủ về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng Việt Nam, tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong chuyển đổi số của đất nước, gắn với triển khai nhiệm vụ theo đề án 06. Thủ tướng lưu ý, cần có chiến lược quốc gia về an ninh dữ liệu, đồng thời phải có kế hoạch tích hợp, khai thác, chia sẻ, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu, phục vụ công tác phát triển kinh tế xã hội, tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng, âm mưu hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, tổ chức diễn tập về phòng chống tấn công mạng cấp quốc gia. Công an tỉnh Sơn La vừa tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền tham gia ý kiến đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Dự hội nghị có đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin các nội dung trọng tâm của 4 dự án luật: Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Đây là những dự án luật có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của công dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các ý kiến tham luận đều nhất trí đề xuất Quốc hội sớm thông qua 4 dự án luật trên, cho thấy sự cần thiết phải xây dựng và ban hành các dự án luật cũng như tác động của việc thông qua dự án luật đối với đời sống xã hội. Nhiều ý kiến đóng góp xây dựng đầy tâm huyết và trách nhiệm, sát thực tế, góp phần hoàn thiện các quy định của các dự án luật. Công an tỉnh sẽ tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội và các tầng lớp nhân dân, báo cáo Bộ Công an, ban soạn thảo các dự án luật, tiếp thu, chỉnh sửa các dự án luật sát với thực tế, góp phần triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, đại diện Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cuộc làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Yên nhằm khảo sát thực trạng năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú về công tác chủ nhiệm trong đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời gian tới. Tại cuộc làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Yên thông tin tình hình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện năm học 2022-2023. Theo đó, huyện Phú Yên hiện có 35 cơ sở giáo dục có học sinh tiểu học và trung học cơ sở,
trong đó 1 trường phổ thông dân tộc nội trú và 4 trường phổ thông dân tộc bán trú và 9 trường phổ thông có học sinh bán trú. Thời gian qua, công tác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới được ngành giáo dục huyện Phú Yên triển khai hiệu quả, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, thực chất, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên cơ bản đủ về số lượng và chất lượng, có chuyên môn, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đều có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, nhất là đối với học sinh bán trú. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tập trung trao đổi với ngành giáo dục huyện Phú Yên về thực trạng công tác chủ nhiệm lớp cũng như năng lực quản lý công tác chủ nhiệm, năng lực của giáo viên tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông. Đoàn công tác của Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện Phú Yên tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và củng cố an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này cách đây 78 năm, ngày 26 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc Sơn La đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, đập tan chế độ phong kiến và thực dân. Một cuộc meeting lớn được tổ chức trên đồi Khao Cả, hàng ngàn quần chúng nhân dân kéo đến dự ủng hộ Việt Minh, ủng hộ chính quyền cách mạng. Ủy ban cách mạng lâm thời ra mắt đồng bào và tuyên bố khởi nghĩa ở Sơn La hoàn toàn thắng lợi. Từ nay, đồng bào các dân tộc được làm chủ bản mường, làm chủ đất nước. Và trong cuộc khởi nghĩa đó, nhiều địa danh đã đi vào lịch sử của vùng đất Sơn La anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người dân của tỉnh Sơn La anh hùng, sự kiện ngày 26 tháng 8 năm 1945 luôn là một mốc son lịch sử, bởi đây là ngày Sơn La khởi nghĩa giành chính quyền thành công, đánh dấu sự kết thúc của ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, phỉa tạo, đưa nhân dân Sơn La cũng như cả nước bước sang kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, nơi tôi đang đứng đây, chính là địa điểm đầu tiên mở đầu cho sự kiện lịch sử cách mạng vẻ vang này. Tháng 8 năm 1945, cao trào kháng nhất cứu nước phát triển mạnh mẽ ở khắp Bắc Trung Nam. Cùng với quân và dân cả nước, phong trào cách mạng ở Sơn La lúc này rất sôi nổi. Đồng chí Chu Văn Thịnh và đồng chí Cẩm Minh từ chiến khu Quang Trung được lệnh nhanh chóng trở về Sơn La để lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, tại khu căn cứ Mường Chanh, huyện Mai Sơn, trung đội du kích Mường Chanh cùng đông đảo nhân dân tiến vào bao vây nhà Chánh Phỉa, buộc chúng đầu hàng và giao nộp ấn tín cho cách mạng. Chính quyền cách mạng lâm thời Mường Chanh được thành lập do ông Lò Văn Đức làm chủ tịch. Cuộc khởi nghĩa Mường Chanh thắng lợi nhanh chóng đã động viên khích lệ nhân dân Mai Sơn và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Bối cảnh trước 1945, bà con nhân dân xã Mường Chanh rất là cực khổ. Dưới sự ách áp bức của thực dân Pháp cũng như tạm phỉa, bà con nhân dân thấy được mấy cái sự đau khổ như thế và chỉ có con đường giải phóng sẽ là cứu được mình, góp của cải, công sức tất cả, đấy, góp trâu, góp bò, ai có thóc, góp thóc, có gạo, góp gạo, đấy, và tất cả để cho đội quân hoạt động một cách bí mật và được hoạt động được thành công. Chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày 19 tháng 8 năm 1945, khởi đầu từ căn cứ Mường Chanh, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền và liên tiếp thắng lợi ở các châu Mường La, Thuận Châu, Yên Châu. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, trên đồi Khao Cả này đã chứng kiến một sự kiện lịch sử to lớn. Hàng ngàn quần chúng nhân dân các dân tộc từ khắp các châu của tỉnh Sơn La đã kéo về đây và tham dự một cuộc meeting lớn. Tất cả đều tỏ rõ thái độ ủng hộ Việt Minh, ủng hộ chính quyền cách mạng. Cũng trong sự kiện này thì Ủy ban Cách mạng lâm thời đã ra mắt đồng bào, tuyên bố khởi nghĩa ở Sơn La đã hoàn toàn thắng lợi. Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Sơn La nổ ra trong điều kiện thời cơ khởi nghĩa đã chín muồi, kẻ thù hoang mang cực độ nên đã tan rã từng mảng lớn. Lực lượng quần chúng đã được tập dượt và chuẩn bị sẵn sàng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh, lực lượng cách mạng của toàn dân mà nòng cốt là các đội thanh niên cứu quốc đã vùng lên lật đổ chính quyền thực dân và phong kiến tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân. Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Sơn La đã đập tan ách thống trị của thực dân Pháp khi chúng chiếm đóng ở Sơn La hơn 60 năm. Đập tan xiềng xích của bọn thực dân, của bọn quan lại phìa tạo, thống trị nhân dân ta suốt hàng ngàn năm. Đưa nhân dân các dân tộc Sơn La từ thân phận nô lệ cuồng nhốc
trở thành những chủ nhân đích thực của đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Cách mạng tháng 8 thắng lợi trong cả nước nói chung và Sơn La nói riêng đã đưa nhân dân ta bước vào kỷ nguyên mới, đó là độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân các dân tộc Sơn La thoát khỏi ách áp bức, nô lệ và trở thành người làm chủ đất nước, quê hương, bản mường. Cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, bảo vệ nền độc lập tự do của toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giảm so với thời điểm tháng 12 năm 2022. Số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện hết hạn giảm, không tiếp tục gia tăng. Học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế tại các trường còn nhiều. Tiêu chí bao phủ bảo hiểm y tế của các xã nông thôn mới không đạt theo quy định. Đây là những khó khăn đã được đánh giá tại hội nghị đánh giá công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện Mai Sơn là 6.368 người trên 6.692 người, đạt 95% chỉ tiêu giao. Bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục giảm 209 người so với tháng 7 năm 2023, đạt 73% chỉ tiêu giao. Số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đến nay là 141.947 người, so với chỉ tiêu giao là 147.821 người, cần phát triển thêm 5.874 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90%. Những tháng cuối năm, các xã thị trấn, thành viên ban chỉ đạo bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về tăng cường sự lãnh đạo, công tác, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh mua bảo hiểm y tế cho 100% học sinh, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hiểu đầy đủ ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lợi ích của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong bảo vệ sức khỏe của bản thân và có ý thức tự giác tham gia. Ngày 25 tháng 8, Chi hội nạn nhân chất độc da cam huyện Mộc Châu đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam dioxin Việt Nam và tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 62 năm thảm họa da cam dioxin ở Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được, kinh nghiệm trong công tác hội, chia sẻ tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị để hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam đạt hiệu quả cao hơn. Chi hội nạn nhân chất độc da cam huyện Mộc Châu được thành lập từ năm 2020, hiện nay có 25 thành viên. Với phương châm đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, chia sẻ khó khăn với những hội viên kém may mắn. Những năm qua, chi hội đã triển khai nhiều phong trào hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Thời gian tới, Chi hội nạn nhân chất độc da cam huyện Mộc Châu sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, duy trì vai trò là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần giúp cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, vươn lên, ổn định cuộc sống. Ngày 25 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Thúc đẩy Khởi sự Khởi nghiệp Kinh doanh và Thu hút Đầu tư Trường Đại học Tây Bắc tổ chức lớp tập huấn về khởi sự kinh doanh cho hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 70 học viên là các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đã được bồi dưỡng các nội dung hướng dẫn tìm kiếm ý tưởng kinh doanh dựa trên tài nguyên bản địa, xây dựng mô hình kinh doanh, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược bán hàng 5B, các kênh tiêu thụ sản phẩm, chia sẻ về bộ công cụ khám sức khỏe đơn vị khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi chia sẻ thảo luận về những kinh nghiệm, mô hình khởi nghiệp hay, hiệu quả tại địa phương và khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, tư vấn, định hướng kinh doanh hiệu quả. Thông qua lớp tập huấn giúp cho các học viên nâng cao kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, khích lệ các hội viên mạnh dạn thực hiện ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, hiệu quả, trở thành những người sản xuất kinh doanh giỏi. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8, huyện ủy Phú Yên đã tổ chức hội thi nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các xã thị trấn lần thứ nhất năm 2023. Hội thi nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các xã thị trấn lần thứ nhất năm 2023 trên địa bàn huyện Phú Yên có sự tham gia của 174 thí sinh là ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy của 27 xã thị trấn trực thuộc đảng bộ huyện. Tham gia hội thi, các đội thi sẽ trải qua 3 nội dung thi gồm chào hỏi, hiểu biết và xử lý tình huống thuộc các lĩnh vực tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, văn phòng cấp ủy. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.
Tối qua tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ 11 năm 2023. Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ 11 quy tụ sự tham gia của 258 cán bộ diễn viên tuyên truyền viên đến từ 11 đơn vị trung tâm truyền thông văn hóa các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 8, các đội sẽ tham gia 3 phần thi: xe tuyên truyền lưu động, triển lãm ảnh và câu chuyện thông tin. Trong buổi sáng ngày 25 tháng 8, các đội thi đã tham gia tuyên truyền cổ động mặt đường bằng xe tuyên truyền lưu động, diễu hành tại quảng trường Tây Bắc và các tuyến đường chính tại thành phố Sơn La, tuyên truyền về nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra phần thi câu chuyện thông tin của 4 đội: thành phố Sơn La, huyện Phú Yên, Mai Sơn và Yên Châu. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các đội đã mang đến hội thi những tiết mục ca múa nhạc, tiểu phẩm mang nội dung sâu sắc, hấp dẫn, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa tới khán giả. Hội thi sẽ bế mạc và trao giải các nội dung trong ngày 26 tháng 8. Ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc tham gia công diễn vào tối cùng ngày. Ngày 25 tháng 8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Châu đã phối hợp với đồn biên phòng Triềng On, phòng tư pháp huyện và một số ban ngành trên địa bàn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang của xã Phiêng Khoài đã được các cán bộ chuyên trách giới thiệu các nội dung về một số nội dung cơ bản như luật biên giới quốc gia, một số nội dung cơ bản luật phòng chống bạo lực gia đình và vận động nhân dân xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mê tín dị đoan, xây dựng đời sống mới, một số nội dung cơ bản của luật phòng chống ma túy và luật dân quân tự vệ. Qua cái nội dung này thì cũng rất là mong muốn bà con nhân dân để nắm rõ được cái nội dung của cái luật biên giới quốc gia, qua đó thực hiện một cách nghiêm túc và vận động người thân trong gia đình, trong dòng họ cũng như là các hộ ở trong bản thực hiện nghiêm cái luật biên giới quốc gia này. Đối với nhân dân trên địa bàn xã Triềng On, hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng đã góp phần trang bị thêm thông tin và kiến thức, giúp cho bà con nhân dân thực hiện theo đúng hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Những cái nội dung mà các đồng chí giảng viên truyền đạt lại thì tôi cũng đã học hỏi cũng như là nắm bắt được thêm rất là nhiều về thông tin về các luật, cụ thể như là luật tảo hôn và luật bạo lực gia đình. Thông qua hội nghị đã góp phần nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật của nhà nước, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, bền vững, bảo vệ tốt hơn các quyền con người, quyền công dân. Ngày 25 tháng 8, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơn La đã bế mạc giải bóng bàn các lứa tuổi tỉnh Sơn La năm 2023. Tham dự giải có 9 đoàn với 123 vận động viên đến từ các câu lạc bộ bóng bàn của một số huyện thành phố, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên được chia thành nhiều nhóm tuổi từ 14 đến 55 và tham gia thi đấu ở các nội dung như đơn nam, đôi nữ, đơn nữ. Hình thức thi đấu chia bảng đánh vòng tròn tính điểm. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải bóng bàn năm nay tăng cả về số lượng vận động viên tham gia và có chất lượng chuyên môn cao. Đây là giải thể thao phong trào tạo sân chơi cho các vận động viên giao lưu, học hỏi, thắt chặt đoàn kết giữa các đơn vị, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan đơn vị. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, giải bóng bàn đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao 20 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đoạt giải ở các nội dung thi đấu. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.